Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Thu Thảo sẽ tư vấn và hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách mà chăm sóc bệnh nhân mà nằm tại nhà để giảm thiểu cái tình trạng mà loét tì đè cho bệnh nhân nằm lâu ngày. Những bệnh nhân mà thường nằm lâu như là người già, người lớn tuổi, những người mà sau phẫu thuật hoặc là những người nằm liệt giường thì đó là những cái trường hợp mà chúng ta cần chăm sóc thật là kỹ lưỡng. Đầu tiên thì những cái bệnh nhân đó thì nằm lâu thì chúng ta phải lật bệnh nhân nghiêng trái nghiêng phải lên. Khi mà chúng ta cho bệnh nhân nằm nghiêng trái nghiêng phải, không có nằm một chỗ thì giúp cho bệnh nhân, thứ nhất là cái phần lưng này, khi mà chúng ta nghiêng trái nghiêng phải thì giúp cho cái phần lưng của bệnh nhân sẽ được thoáng hơn, được mát hơn và giúp cho bệnh nhân, giúp cho cái máu huyết lưu thông ở cái phần lưng hoặc là cái phần mông nó sẽ được lưu thông hơn. Thì khi mà chúng ta mà lật bệnh nhân lên nằm một chỗ thì rất là khó, hoặc là những người mà mới phẫu thuật xong thì rất là đau. Khi mà chúng ta mà dùng lực của tay mà chúng ta lật lên thì cũng rất là khó. Thì chúng ta có thể sử dụng cái phần gối chữ U này, chúng ta sử dụng bằng cách là để cho bệnh nhân nằm trên giường và sau đó hai chân của bệnh nhân là sẽ nằm ở hai phần chữ U này, và chúng ta chỉ việc là lật nhẹ nhàng cái phần gối này sang trái này, lật nhẹ nhàng cái phần gối này sang phải. Nếu như mà quý vị các bạn mà muốn cho bệnh nhân lật sang một bên thì chúng ta sẽ giữ vững nguyên cái này đó. Và cái cách sử dụng của cái gối này cũng rất là tiện lợi, là chúng ta chỉ cần là xỏ hai ngón tay đây, xỏ ngoài hai ngón tay như thế này, và cái phần này và chúng ta nghiêng trái, và hoặc là nếu mà chúng ta nghiêng phải thì chúng ta làm ngược lại. Sử dụng cái gối này rất là tiện, và khi mà cứ bệnh nhân cứ nằm ngửa 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ là chúng ta có thể cho bệnh nhân nghiêng trái hoặc là nghiêng phải 5 đến 10 phút để giúp cho bệnh nhân, lưng của bệnh nhân thông thoáng hơn, tránh cái trường hợp mà bị loét khi mà nằm quá lâu. Nếu như mà nhà chúng ta thì có điều kiện thì chúng ta sẽ mua thêm một cái phần đệm nước để cho bệnh nhân. Cái phần đệm nước này thì nó sẽ dài chừng khoảng 1m2, bề rộng của nó là khoảng 78cm, thì chúng ta có thể sử dụng được cho bệnh nhân như là chúng ta để trên cho bệnh nhân nằm lên cái đệm nước này. Trong cái đệm nước này thì nó sẽ có một cái chất gọi là cái chất làm mát, giúp cho khi mà nằm bệnh nhân nằm lên thì cái chất làm mát này nó sẽ di chuyển ở lưng của bệnh nhân, giúp cho lưng của bệnh nhân nó mát hơn, tránh cái trường hợp mà đổ mồ hôi ra xong rồi nóng, xong rồi để lâu ngày thì sẽ bị dễ dàng bị loét. 1m2 thì nó thường là nó sẽ nằm cho bệnh nhân từ phần cổ tới cái phần qua cái phần mông của bệnh nhân. Tại vì cái phần thường hay bị loét là cái phần ở phần lưng và cái phần mông dễ bị loét nhất, là chúng ta nếu mà cho bệnh nhân nằm cái tấm này thì hạn chế được cái việc đó rất là tốt. Đối với những bệnh nhân mà nằm lâu hơn nữa này, mà chúng ta mà muốn thông thoáng cái phần lưng này, muốn có cái đệm mà cho bệnh nhân nằm để mát xa cái phần lưng cho bệnh nhân này, giúp máu huyết lưu thông, thì quý vị các bạn lưu ý là chúng ta có thể sử dụng cái đệm hơi chống loét này. Cái đệm hơi này thì như quý vị các bạn có thể thấy trên hình ảnh này, trên cái đệm này nó sẽ có cái mũi này là cái mũi chứa khí, chúng ta sẽ bơm khí lên cái mũi này, mũi chứa khí, cái khí này nó sẽ luân chuyển khắp cái nệm này sẽ có kích thước là dài 1m9 và rộng là 90cm, là rất là phù hợp với cái giường y tế. Và tất cả các hơi trong cái túi khí này nó sẽ luân chuyển từ phía đầu tới phía dưới của phần nệm. Khi mà có các túi hơi luân chuyển như thế thì sẽ giúp cho bệnh nhân này nằm trên cái nệm này sẽ cảm giác được như là được massage này, giúp cho các túi khí này nó sẽ đi hết từ đầu tới phần chân của bệnh nhân này, giúp cho máu huyết lưu thông, giúp cho bệnh nhân sẽ cảm thấy thoải mái nhất có thể khi mà nằm lâu ngày. Và cái nệm này chúng ta sẽ sử dụng là có một cái máy bơm hơi, khi mà bệnh nhân nằm lên thì chúng ta có thể bơm 24/24 để cho bệnh nhân lúc nào cơ thể của bệnh nhân cũng được nâng lên, tránh cái việc mà tì đè nằm sát xuống phần dưới giường. Và tiếp theo, đối với những bệnh nhân mà nam hoặc nữ nằm lâu mà chúng ta rất là tiện cho việc cho người chăm sóc thì chúng ta có thể sử dụng cái bộ chụp tiểu. Bộ chụp tiểu thì bên y tế Thanh Tuấn sẽ có bộ chụp tiểu nam và bộ chụp tiểu nữ. Và cái bộ chụp tiểu này đó là sử dụng cho những bệnh nhân là nằm lâu hoặc là nằm liệt giường mà đi tiểu không tự chủ, thì chúng ta có thể sử dụng cái bộ chụp tiểu này. Bộ chụp tiểu thì chúng ta, Thảo sẽ mở ra cho quý vị xem. Bộ chụp tiểu thì bao gồm cái phần này là phần cabot này, và cái phần này là cái phần yếm để chúng ta mặc vô cố định vào cái phần hông của bệnh nhân, và có hai cái dây đằng dưới này để cố định giữa hai phần đùi, giúp cho bệnh nhân khi mà nằm trên giường cũng đi tiểu được, cũng không có sợ bị mà đi tiểu ra ngoài hoặc là ướt nệm. Rất là tiện cho việc cho người chăm sóc. Và đi kèm theo cái phần chụp tiểu này sẽ có một ống dây dẫn, và dưới ống dây dẫn đó là một cái túi chứa nước tiểu.
chủ nước tiểu này thì sẽ có phần mở khóa ra để đổ nước tiểu ra, nên quý vị các bạn có thể sử dụng rất là tiện lợi. Ngoài các sản phẩm hỗ trợ cho người mà nằm liệt, nằm lâu ngày ở trên giường á, thì quý vị các bạn lưu ý là chúng ta nên xoa bóp toàn thân cho bệnh nhân, nhất là phần tay, phần chân hoặc là cái phần lưng, rồi để giúp cho bệnh nhân sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi mà nằm lâu và sẽ giảm được cái tình trạng mà loét tì đè. Ngoài cái việc mà xoa bóp ra thì chúng ta nên là chăm sóc kỹ lưỡng và vệ sinh sạch sẽ cho người nằm lâu. Khi mà chúng ta vệ sinh sạch sẽ này giúp cho các vi khuẩn không có xâm nhập được vô các phần da của bệnh nhân, hoặc là những lúc mà đi tiểu, đi vệ sinh thì chúng ta cũng phải cần lau chùi sạch sẽ để giúp cho bệnh nhân lúc nào cũng cảm thấy thoải mái nhất có thể. Và tất cả những cái sản phẩm bên Thu Thảo mới giới thiệu đây thì bên trên Y tế Thanh Tuấn thì đều có bán. Và quý vị các bạn mà có nhu cầu mua sản phẩm hoặc là tư vấn về sản phẩm thì quý vị các bạn có thể liên hệ tới số hotline 0969 144 560 hoặc là truy cập website thanhtuanmedical.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.